Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 358 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ lại nói, vị đại đế dẫn đầu có đế vận hưng vượng mà bọn Thánh Võ Đế đã nhìn thấy kia chính là đương đại tộc trưởng của Hách Tư Thị, đại đế Hách Liên Khuê Ngọc. Hắn lập tức nhận ra được hai vị điện hạ, vẻ mặt tươi cười lên tiếng, hóa ra là hai vị điện hạ. Lời nói liên quan tới khí vận mà hai vị điện hạ vừa nói có chỗ khiến cho người ta không hiểu. Khí thế thiên tử và khí thế của thiên đế thì có gì khác biệt đây? Ta từng nghe nói Thái Hoàng bệ hạ năm xưa cũng từng là thiên tử kìa, về sau không phải cũng đã làm thiên đế đó hay sao? Lấy lui làm tiến, chưa chắc đã không phải là tiến thủ chi đạo. Phụ hoàng ta sao có thể tự cam đoạ lạc được? Thanh Võ Đế lắc đầu nói, phụ hoàng cả đời này chưa từng làm qua thiên tử bao giờ cả, chưa từng cúi đầu trước thiên bao giờ. Thời điểm phụ hoàng đăng lâm đế vị, thiên từng muốn hắn làm thiên tử, phụ hoàng dùng bảo vật thiên địa lập ra vũ trụ thiên đạo để cho thiên đi tới, thế nhưng thiên lại không dám tới, sợ chết dưới tay của cha ta. Thiên sợ cha ta như kiểu non sợ mãnh hổ, sao cha ta có thể cúi đầu trước một con kiểu non được? Trung Hoàng Thần cười lạnh một tiếng nói, cha ta đã từng nói qua, quỳ xuống thì rất dễ, thế nhưng đứng dậy khó. Nếu đã quỳ xuống rồi thì có thể còn sống đấy, thế nhưng đứng dậy sẽ phải chết ngay. Không khỏi có chút chỉ là hạng người chí ngắn chấp nhận phủ phục lễ bái mà quên mất chính mình còn có sống lưng. Rốt cuộc quỳ rồi không thể đứng lên được nữa kìa. Thành tựu của kẻ này chỉ là sống tạm bợ mà thôi, khó có thể đạt được đại thành tựu gì cả. Sắc mặt của Hách Liên Khuê Ngọc cứng đờ, mỉm cười nói, thái tử Thánh Võ, thái tử Hoàng Thần đại ngôn thật huy hoàng, quả thật rất êm tai, chỉ là hơi có chút quá quả đoán rồi. Thời điểm cha ngươi vẫn chưa thành đế, ta đã là đại đế rồi kìa. Tính ra cha ngươi vẫn còn là vãn bối của ta, bất quá hắn thân là thiên đế bệ hạ, ta chỉ đành tự hạ đồng lứa, ngang hàng tương xứng với hắn mà thôi. Hai vị đế tử, ta khinh xuất một câu, các ngươi hẳn phải xưng ta một tiếng bá phụ rồi. Liên quan tới hành sự như thế nào, còn không cần hai vị hiền chất chỉ dạy bá phụ ta đâu. Trung Hoàng Thần bởi vì ấu niên kinh lịch, trước giờ hành sự vẫn luôn cương mãnh, bá đạo. Nghe hắn nói vậy, cặp mày khẽ nhíu, cất bước tiến lên mỉm cười nói, nếu đã như vậy, bá phụ, tiểu chất mạo muội lãnh giáo ngươi một chút vậy. Nhìn một chút xem bá phụ làm sao, ngang hàng với phụ hoàng ta đây. Sau đầu của hắn nhất thời xuất hiện thất đạo luân hồi, khí thế ầm ầm bạo phát, quả nhiên là chấn động thiên địa, bá đạo vô song. Năm xưa, Trung Hoàng Thần khi còn là ấu niên đã rời khỏi tinh vực Huyền Tẫn, mang theo 13 vị đại đế đi tới Tổ Đình, nhận được luân hồi đằng của Trung Nhạc, kịp thời ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Tổ Đình giữa cơn nguy nan. Hắn cũng đưa mẫu thân Tư Mệnh vào trong khu luân hồi thứ 7, tận mắt nhìn thấy mẫu thân biến thành thần minh trong đạo hỏa. Hắn đã trải qua đại khổ nạn, thành tựu cũng không tầm thường, gian khổ mà hắn từng chịu so với mấy huynh đệ tỉ muội còn lại cộng lại cùng một chỗ còn nhiều hơn. Hắn từ thời thiếu niên đã có phong phạm của Trung Nhạc, về sau chấn thủ đệ nhất lục đạo giới, lại càng đã trải qua vô số tràng đại chiến, dùng sức một mình chấn áp chuyển thế thân của các vị đại đế thượng cổ của 3000 lục đạo giới còn lại, không dám có chút di động nào. Đế tử đế tôn của Trung Nhạc mặc dù rất nhiều, có hơn mấy vạn người, trong đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng Trung Hoàng Thần hoàn toàn xứng là đệ nhất nhân, không ai có thể địch nổi. Cho dù là đại huynh Trung Hiếu Văn cũng thua kém hắn rất nhiều. Mà Trung Nhạc bởi vì mắc nợ mẫu thân Trung Hoàng Thần quá nhiều, cho nên đối với hắn cũng yêu thích cấp bội, thường xuyên đi tới thăm hắn, truyền tụ cho hắn một chút kiến giải, giúp hắn truyền đạo giải hoặc. Trong đám con cháu của Trung Nhạc, hắn cũng là người đầu tiên tu luyện thất đạo luân hồi tới cảnh giới viên mãn. Lúc này khi thế Trung Hoàng Thần vừa bạo phát đáng sợ tới cực điểm, vậy mà có thể xuyên qua lục đạo giới và khu luân hồi thứ 7, một kiếm động càn khôn vạn tượng, đại khí bằng bạc. Bảo Hy Đế tán thán nói với Thánh Võ Đế, bản lĩnh của Hoàng Thần đã đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ, thật là hậu sinh khả úy mà.
ngươi còn cần học tập huynh trưởng ngươi rất nhiều. Thánh Võ Đế khom người xưng vâng nói: Phụ hoàng ta nói bản lĩnh của hoàng thần ca ca là do trải qua ma luyện mà thành, cho nên mới muốn ta đi lại nhiều hơn kiến thức việc đời kìa. Hách Liên Khuê Ngọc lù lù bất động, hắn mỉm cười nói: Hiền chất, tính tình của ngươi không khỏi quá nóng nảy một chút rồi. Xẹt! Một vị địa hoàng sau lưng hắn đột nhiên bước ra, phất ống tay áo, bạo phát thần thông. Nhất thời, đại la thiên đấu, vô số tinh vân tinh tú bay lượn, hình thành một mảnh la thiên. Trong la thiên cất chứa thiên đấu, ngàn tòa tinh đấu, vô số tinh đấu xoay tròn, giống như một ngàn vòng xoáy. Trong vòng xoáy, tinh lực bạo phát, nghênh đón một kiếm kia của Trung Hoàng Thần. Đúng lúc này, ấn thương nữ đế đột nhiên bước ra, đâm tới một thương. Nhất thời, long ngâm đầy trời, đại thương vừa rung một cái, ngàn vạn thần long bay ra, phốc phốc đâm trúng đám vòng xoáy tinh đấu ở đầy trời kia. Nàng mỉm cười nói: Tôn hạ là tượng vĩ đế của Hách Tư Thị sao? Người cũng là hạng người nổi danh đã lâu, sao lại xuất thủ với hậu bối như vậy? Thiên đế địa ký đời thứ 19 tượng vĩ, xin bái kiến thiên đế địa ký đời thứ 10 ấn thương nữ hoàng bệ hạ. Vị địa hoàng kia phất đống tay áo một cái, thu hồi tinh đấu đầy trời, biến thành một tấm lưới lớn cầm trong tay. Hắn nghiêng nghĩa nói: Nữ hoàng thực lực bất phàm, tượng mỗ bội phục rồi. Đời trước chúng ta cách nhau mấy vạn năm, hôm nay có thể đối kháng một chiêu với ấn thương nữ hoàng, thật là hoàng hoàng hốt hốt, tán thán thế sự thần kỳ. Mà một kiếm kia của Trung Hoàng Thần vẫn như cũ đâm tới. Nhất thời tinh tú ngập trời chấn động, vô số thanh thần kiếm treo cao, treo sừng sững ở trên đám tinh tú. Chành một tiếng, vô số đạo kiếm quang chấn động, đột nhiên ào ào bắn ra, nhất tề chém về phía Hách Liên Khuê Ngọc. Đây chính là thần thông thiên phát sát cơ của đế tử sao? Hách Liên Khuê Ngọc tán thán một câu, thế nhưng vẫn như cũ lù lù bất động. Sau lưng của hắn lại có một vị địa hoàng đứng ra, mở miệng thét dài một tiếng. Thiên hà cuồn cuộn như thác, thủy long cuộn trào, gào thét xoay tròn xung quanh đám người, ngăn cản đám kiếm quang bốn phương tám hướng đang đánh tới. Đại Diệu Đế thấp giọng nói: Vị này hẳn là thải hà nữ đế của Hách Tư Thị, vị thiên đế địa kỷ thứ 53 rồi. Thải hà nữ đế khẽ rên lên một tiếng, chỉ thấy từng đạo kiếm quang đâm xuyên tinh hà và thủy long, đâm tới trước người của Hách Liên Khuê Ngọc. Sau lưng Hách Liên Khuê Ngọc lại có một vị địa hoàng nữa bước ra, hai tay giao nhau, một tấm đại thuẫn chậm rãi xuất hiện. Đoàng một tiếng thật lớn, vô số đạo kiếm quang đâm lên trên đại thuẫn. Đại Diệu Đế nói: Còn đây là Vu Tượng Đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 32, nổi danh phòng ngự. Chỉ nghe ong một tiếng vang lớn, toàn bộ kiếm quang hội tụ thành một cỗ, biến thành một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua đại thuẫn, nhắm thẳng về phía mi tâm của Hách Liên Khuê Ngọc. Rồi lại có một vị địa hoàng nữa đi ra khỏi đám người, đánh một quyền lên trên mũi kiếm, nổ nát thanh lợi kiếm này. Mặc dù hắn đã đánh nát đạo thần thông này của Trung Hoàng Thần, nhưng nắm quyền của hắn cũng đã chảy máu. Hắn khẽ nhíu mày một cái. Đây là Phụ Tiền Đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 47. Đại Diệu Đế nói. Trung Hoàng Thần thu kiếm, ngữ khí có chút thất vọng, thấp giọng nói: Thực lực của mấy vị địa hoàng Hách Tư Thị này cũng không được tốt cho lắm. Bọn họ thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ cần ba vị thiên đế đã có thể ngăn cản được ngươi, đã rất không tầm thường rồi. Ấn thương nữ đế thu hồi long thương, mỉm cười nói: Mỗi một đời địa hoàng địa ký khi còn sống, thời điểm cường thịnh nhất đều có tiêu chuẩn thần vương thái cổ, bằng không sao có thể chấn áp được đám thần vương kia đấy. Hoàng thần, qua thêm vài năm nữa, người nghĩ muốn đánh bại bọn họ liền có chút không dễ dàng như vậy đâu. Trung Hoàng Thần mỉm cười lên tiếng: Bọn họ tiến bộ, ta cũng đang tiến bộ, sao có thể thua được? Đáng tiếc có người co đầu rụt cổ không muốn động thủ với ta. Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hà nói: Hậu sinh khả úy, hiền chất bản lĩnh không tầm thường, bá phụ nhận thua là được. Hiền chất, người còn có việc gì nữa không đấy? Nếu như không có chuyện gì, bá phụ còn muốn đi gặp mấy vị đạo hữu một chút vậy. Trong lòng của Trung Hoàng Thần khẽ động, chợt cảm giác được từng cỗ khí tức cường đại đang tiếp cận, vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tinh không từng đạo thân ảnh cường đại loáng thoáng xuất hiện bên ngoài thiên đình của đệ nhất lục đạo giới. Không ít chư đế lục đạo giới đã tới đây. Trung Hoàng Thần cười ha hả, khí tức đột nhiên một lần nữa tăng vọt. Hắn mỉm cười nói: Các vị, đây là muốn tạo phản phải không? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta một kiếm chạm khắp lục đạo giới sao? Không dám, không dám. Người tới chính là đám đại đế của 3000 lục đạo giới, có hơn 1000 vị đại đế. Một vị đại đế trong đấy khom người nói:
Chúng ta thấy đệ nhất lục đạo giới có khí tức cường giả bạo phát ra, cho rằng điện hạ đã gặp phải địch nhân, cho nên đặc biệt chạy tới kiểm tra. Điện hạ mau thứ tội. Trung Hoàng Thần hừ lại một tiếng, chỉ thấy thân ảnh các chuyển thế thân đám đại đế thượng cổ này chẳng chịt, chính là bố thành trận thế phá giải tứ diện thần năm xưa, trong lòng nhất thành nghiêm nghị. Năm xưa 3000 đế thi của đại đế thượng cổ dung hợp với 3000 lục đạo giới, phá giải thần thông vô địch của tứ diện thần. Hỗn Độn Vũ đã ghi chép lại một màn kia. Trung Hoàng Thần cũng từng xem qua ghi chép của Hỗn Độn Vũ, biết rõ sự đáng sợ khi 3000 đại đế lên thủ. Lần này 3000 vị đại đế cũng không có tới đủ, chỉ có hơn 1000 vị, thế nhưng cũng đã đủ để giết chết hắn rồi. Thành Võ Đế chỉ tay một cái chuông lớn chậm rãi xuất hiện, đoàn một tiếng vang thật lớn. Thân hình 20 vị địa hoàng lập tức đan xen giao thoa, vần quanh cái chuông lớn, bố thành trận thế thần thông đại nhất thống đạo giải. Khí thế song phương va chạm, quần tinh thiên giới bị chấn cho dao động bất định. Đạo giải, thần thông đại nhất thống có uy lực cường đại nhất, từ sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ, đã hiếm có người nào có thể thi triển ra được. Bất quá, trước khi đạo giải sụp đổ, Vân Quyển Thư cũng đã liên hợp với chư đế, suy diễn ra biện pháp làm sao thi triển đạo giải sau khi không còn hư không giới và đạo giới. Đạo giới bản không trọn vẹn, sớm đã được chư đế lợi dụng luân hồi thiên cầu thôi diễn ra, lực lượng phản phệ không còn kinh khủng như trước kia nữa. Thánh Võ Đế rời khỏi thiên đình, dẫn theo các vị địa hoàng du lịch bốn phương, cũng đã truyền thụ môn thần thông đạo giải này cho 20 vị địa hoàng. 20 vị địa hoàng dùng Thánh Võ Đế làm mạch tâm, liên thủ thi triển đạo giải. Uy lực cũng cường đại tới mức đáng sợ là không thể tin nổi. Trung Hoàng Thần cười lạnh không thôi. Lục đạo thiên luân đột nhiên chậm rãi xuất hiện ở sau đầu, ong ong chuyển động. Kiện trọng khí này vừa mới xuất hiện, trong lòng chư đế nhất tề khẽ động, kiêng kỵ không thôi. Tuy nói hiện tại đã tiến vào thời đại thất đạo luân hồi, nhưng tu thành thất đạo luân hồi dù sao đã ít lại càng ít. Kiện trọng khí lục đạo thiên luân này đối với tồn tại đế cấp vẫn có lực sát thương thật lớn. Khí thế song phương càng lúc càng mạnh, mắt thấy sắp sửa một phát mà không thể vãn hồi, đột nhiên hách lên Khuê Ngọc chợt cười ha hả nói: Các vị, đây là muốn làm gì vậy? Thôi, mau mau thu hồi thần thông đi. Đệ tử, lần này ta tới đây là muốn thăm bạn, không phải là gây chuyện thị phi. Có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin đệ tử thứ tội. Cáo từ. Hắn xoay người vội vàng rời đi, 16 vị địa hoàng hách tư thị cũng nhao nhao rời đi. Tượng Vĩ Đế cười ha hả nói: Phục Hy địa hoàng, năm xưa chúng ta không thể trong một thời đại cùng tranh cao thấp một trận. Một đời này, hẳn là sẽ có cơ hội. Ta rất muốn lãnh giáo các vị Phục Hy địa hoàng một chút, mong rằng tương lai gặp lại. Chư quân không nên chối từ. Thái Hạo Đế hờ hững nói: Dễ nói. Hơn 1000 vị đại đế lục đạo giới kia cũng nhao nhao ẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của Trung Hoàng Thần ngưng trọng, trầm giọng nói: Thành Võ đệ đệ, các vị địa hoàng, hách lên Khuyên Ngọc tự mình gặp mặt đám đại đế lục đạo giới này tuyệt không phải là tầm thường, hẳn là đang mưu tính tạo phản tác loạn. Các ngươi rời khỏi nơi này trước đi, ta lập tức thượng bẩm phụ hoàng, mời hắn định đoạt. Đệ nhất lục đạo giới này có thể sắp sửa loạn rồi, các ngươi đi trước đi, không nên lưu lại ở nơi này. Thánh Võ Đế nhìn về phía đám người Bảo Hy Đế, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Bảo Hy Đế lạnh nhạt nói: Phục Hy chúng ta vốn là xuất thân sát phạt, bình định loạn thế, nếu vừa có nguy hiểm mà lên bỏ chạy, còn gọi là Phục Hy hay sao? Hoàng Thần, ngươi cứ việc bận rộn chuyện của ngươi, mặc kệ chúng ta đi. Trung Hoàng Thần chỉ đành liên lạc với thiên đình. Mà vào lúc này, Hách Liên Khuê Ngọc đã gặp mặt hơn 1000 vị đại đế, hành lễ với từng người. Hách Liên Khuê Ngọc tán thưởng: Con trai của Thái Hoàng quả thật là không tầm thường, bản lĩnh phi phàm. Một vị đại đế trầm giọng nói: Thái Hoàng vô địch thế gian, con trai Thái Hoàng lại lợi hại như vậy. Hách Liên tộc trưởng mời chúng ta khởi sự, không khỏi có chút giống như lấy trứng chọi đá rồi. Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hả: Thái Hoàng đã là người hẳn phải chết rồi, chỉ còn lại con trai Thái Hoàng thì có gì phải sợ đây? Ta chính là có trời giúp kìa, mời chư quân xem. Một mảnh thương khung sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện. Thương khung lưu động, một gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống. Sao? Là thiên sao? Trong lòng hơn 1000 vị đại đế kia đều chấn động. Ngay sau đó, một vị đại đế thượng cổ lắc đầu nói: Hóa ra là Hách Liên tộc trưởng đã đột phục thiên, khó trách lại có khẩu khí lớn đến như vậy. Bất quá, thiên mặc dù cũng lợi hại, nhưng ở trước mặt của Hoàng Triều, của Thái Hoàng, chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích đâu. Thái Hoàng, mặc dù đã bị trọng thương,
Thế nhưng bên cạnh hắn còn có Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại Cản Đô, rồi Tương Vương, Táng Linh, những tồn tại đáng sợ bậc này. Bất luận một kẻ nào trong đó chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với thiên được rồi. Ta chuyên tâm bế quan nhiều năm như vậy, không ngờ đã bị xem thường tới trình độ này rồi sao? Gã thần nhân không có khuôn mặt kia cười ha hả, trên mặt giống như là một tờ giấy trắng, lộ ra một cái miệng thật lớn. Hắn thản nhiên nói: Chư đế thượng cố, các ngươi quá xem thường ta rồi. Thủ đoạn của ta ra sao không phải là các ngươi có khả năng đo lường được. Đạo giới trước đây khai mở ra, ta cũng là một trong những kẻ khai sáng, thu được vô số chỗ tốt. Mà đạo giới mới lần này, ta cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Thế nhân đều cho rằng đạo thương của ta chưa lành, lại không biết đạo thương của ta sớm đã khỏi hẳn. Thực lực hiện tại của ta đã đạt tới đỉnh phong, trước giờ chưa từng có, sánh vai với đạo thần. Chư đế nửa tin nửa ngờ, có chút không tin. Thiên trong rất nhiều lần đối chiến với Trung Nhạc đều là ăn thiệt thòi lớn, khiến cho người ta khó mà tin nổi thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn xưa. Thiên thản nhiên nói: Hơn nữa lần này cũng không tầm thường, không chỉ là ta muốn đối phó với Thái Hoàng, tứ diện thần đạo hữu cũng muốn đối phó với Thái Hoàng, rồi Luân Hồi Thánh Vương cũng muốn đối phó với Thái Hoàng, thậm chí ngay cả đạo thần của đạo giới cao cao tại thượng cũng muốn đối phó với Thái Hoàng. Sắc mặt của chư đế không khỏi khẽ động, nhao nhao biến sắc. Thiên mỉm cười lại tiếp tục nói: Các người hẳn là biết vì sao Thái Hoàng sắp chết rồi chứ. Ta nói thật cho các người biết, tất cả những lời đồn đều là sự thật cả. Đại đạo thiên địa, đạo giới không khoan nhượng cho tồn tại như Thái Hoàng. Vì vậy, đạo quang kia đã giết chết đại tư mệnh kia, đã chém vào mi tâm của Thái Hoàng. Mặc dù Thái Hoàng dùng quỷ kế tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hắn đã không thể động dụng nửa phần tu vi. Hắn hiện tại chính là một phế nhân. Hắn mỉm cười tiếp tục nói: Thái Hoàng hiện tại, đừng nói là ta, đổi lại là bất luận một người nào ở đây cũng đủ để giết chết hắn ta rồi. Thái Hoàng căn bản không chịu nổi một kích đâu. Còn Cản Đô Tương Vương cũng không chịu nổi một kích, ta dễ dàng là có thể giết chết được. Nếu các vị còn do dự, vậy mời nhìn xem kiện bảo vật này. Âm ầm. Một thanh âm chấn động truyền tới, chỉ thấy Thiên phất đống tay áo một cái đầu thật lớn rơi xuống đất. Cái đầu kia vậy mà không thể nhìn thấy sau gáy, trước sau cũng chỉ nhìn thấy chính diện. Không chỉ như vậy, một cỗ sinh mệnh lực bàng bạc đột nhiên bộc phát bừng, khiến cho đám người cơ hồ đắm chìm vào trong sinh mệnh lực vô cùng nồng nặc, bất luận thương thế gì cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Là đầu của đại tư mệnh. Sắc mặt của chư đế đại biến, đột nhiên lại có một cây thần thụ nguy nga ầm ầm rơi xuống đất xuất hiện trước mặt chư đế, chính là sinh mệnh cổ thụ đã bị chém làm đôi. Thiên lấy được chính là tán cây của sinh mệnh cổ thụ, nguy nga giống như một mảnh tinh vân, tán cây cơ hồ có thể che khuất một tòa lục đạo giới. Một nửa sinh mệnh cổ thụ còn lại đã rơi vào trong tay Luân Hồi Thánh Vương, được Thánh Vương chế tạo thành một kiện trọng khí. Thánh Vương vẫn đang tiến luyện, còn chưa luyện thành, thế nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Thiên mỉm cười nói: Hiện tại các ngươi đầu nhập vào Khuê Ngọc Bệ Hạ chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính xuất lực không phải là các ngươi, mà là ta và đám đạo hữu tứ diện thần. Chư quân, các ngươi đều đã lớn tuổi rồi, nhiều cũng chỉ có thể sống 3-4 vạn năm, ngắn cũng chỉ có 5-6 ngàn năm thọ mệnh. Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng đơn giản đặt cược một lần. Linh căn Bỉ Ngạn Hoa đang ở trong tay đại toái, ta tất sẽ cướp đoạt, sẽ một lần nữa mở ra hư không giới, bảo vệ các ngươi bình an. Thanh âm của hắn cao vút kích động, cao giọng nói: Sau khi giết chết Thái Hoàng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, để cho các ngươi cũng trở thành tiên thiên thần ma, không còn sinh lão bệnh tử, đồng thọ với thiên địa. Chư quân, các ngươi còn do dự cái gì? Hơn 1000 vị đại đế thượng cổ này không chần chờ nữa, nhất tề khom người thi lễ với Hách Liên Khuê Ngọc, rồi đồng thanh nói: Bệ hạ. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng hoàn lễ, cười ha hả nói: Các vị đạo huynh không cần khách sáo, Phục Hy thị bất quá chỉ có mấy chục đại đế, lại có thể thống trị vạn đế. Nếu như vạn đế không theo dựng cờ tạo phản, lật đổ Phục Hy thần tộc, bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ riêng Hách Tư thị ta đã có 400 vị đại đế rồi. Luận nội tình, luận tài năng, cái nào cũng vượt qua Phục Hy thần tộc cả. Chư quân giúp ta chính là lập lại trật tự, đạt được đại nghĩa kìa. Một vị đại đế thượng cổ bỗng nhiên lên tiếng nói: Trung Hoàng Thần, con trai Thái Hoàng trấn thủ lục đạo giới, nếu như hôm nay đã quyết lòng làm phán, không bằng xuất thủ diệt trừ hắn ta. Không thích hợp. Hách Liên Khuê Ngọc lắc đầu,
Hắn mỉm cười nói: "Ta còn cần liên lạc những đạo hữu khác nữa, 3.000 lục đạo giới, 3.000 vị đại đế, còn cần phải gặp qua một lần mới được." "Không nhọc bệ hạ, đích thân di giá." Mấy vị đại đế thượng cổ liếc nhìn nhau một cái rồi mỉm cười nói: "Chúng ta sẽ đi khuyên bảo bọn họ, mời bọn họ xuất sơn là được. Cho dù bọn họ không chịu rời núi tương trợ, chúng ta cũng có thể dựa vào giao tình khiến cho bọn họ không giúp Thế Hoàng." Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc đại hỉ, vội vàng cảm ơn nói: "Kể từ đó, ta có thể đi tìm càng nhiều chi sĩ có chí cùng nhau diệt trừ thế lực tà ác của Thế Hoàng. Trong chư đế tất nhiên sẽ có tồn tại khó chịu đối với việc Thế Hoàng lũng đạn thần khí thiên địa, đánh cắp thiên địa cương thống. Ta sẽ mời chào bọn họ, hợp lực lật đổ Thế Hoàng, lật đổ hoàng triều của Thế Hoàng. Chư quân, hãy đợi tin tức của ta. Đợi khi nào ta dựng cờ đứng lên, các ngươi liền thuận thế phát động công kích thiên đình, chu diệt Trung Hoàng Thần." Các vị đại đế thượng cổ nhau nhau xưng vâng, mỗi người liền rời đi. Hách Liên Khuê Ngọc lại bái tạ thiên nói: "Hiện tại đại sự đã có thể thành, nếu ta ngồi lên đế vị, tất sẽ xuất lĩnh chư đế cung phụng thiên, nguyện làm thiên tử." Thiên cười ha hả, ngạo nghễ nói: "Cái mà ta mong đợi cũng không phải là nhận sự cung phụng của ngươi. Ta muốn trong trận chiến này trở thành đạo thần. Tới lúc đó ngươi làm thiên đế chân chính của ngươi, không cần phải cung phụng ta, tế bái ta làm gì?" Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng nói: "Thời đại thần ký, bởi vì thiên mà sinh ra, Thái Hoàng làm việc bất nghĩa, vọng tưởng hủy diệt căn cơ của thời đại thần ký. Thân là con dân của thần ký, nên cung phụng thiên, cùng dưỡng thiên." Thiên lắc đầu nói: "Người không cần cẩn thận như vậy đâu. Tương lai ta trở thành đạo thần, sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện tình của hạ giới. Người chỉ cần treo cái tên thiên tử, thay ta thống trị thiên hạ, duy trì thiên đạo cương thường là được." Ánh mắt của Hách Liên Khuê Ngọc chớp động, mỉm cười: "Vậy kế sách hiện tại..." "Kế sách hiện tại chính là liên lạc với các đại đế có lòng không thần phục dưới trướng Thái Hoàng kia." Thiên cười lại một tiếng nói: "Thái Hoàng không ngoại truyền phương pháp nghịch chuyển tiên thiên, độc trưởng huyền bí. Tất nhiên sẽ có rất nhiều tồn tại lòng mang oán niệm đối với hắn. Đổ nhi vô kỵ của ta đã đi liên lạc với các chi sĩ có trí, chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản. Đổ nhi vô kỵ của ta khẩu tài cực đáo, tài hoa tuyệt đại, trưởng khống đại não thiên ý, tinh thông nhân quả thuật toán. Tất nhiên sẽ có thể thuyết phục rất nhiều đại đế đi tới tụ hợp. Bất quá, chư đế dưới trướng Thái Hoàng rất nhiều. Hắn trong nhất thời chốc lát, không thể nhất nhất khuyên bảo những tồn tại có phản tâm này đi tới. Ta còn cần bệ hạ đứng ra hỗ trợ kìa." Hách Liên Khuê Ngọc xưng vâng nói: "Tứ diện thần tồn tại bậc này, không biết tới khi nào con trai có thể gặp mặt hắn đây." Hắn tự xưng là con trai, khiến cho các vị địa hoàng Hách Tư Thị đều có chút không vui, cảm thấy tự cam đê tiện. Các vị địa hoàng dù sao cũng là tồn tại đã từng thống trị từng cái thời đại, đều là thiên hoàng đế cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Hiện tại Hách Liên Khuê Ngọc lại xưng thiên là cha, tự cam làm con, khiến cho bọn họ cũng có chút khó chịu. Bất quá trước khác này khác, thần thông đạo pháp năm xưa thua xa hôm nay. Hơn nữa thời đại thiên hoàng đế của địa kỷ và hỏa kỷ đã kết thúc, Hách Liên Khuê Ngọc lại hùng tài vĩ lược, tu vi thực lực cũng viễn siêu hơn bọn họ, lại là đồng tộc đồng tông, bọn họ cũng không thể không tận tâm mà phụ tá. Thiên nghe hắn nói vậy không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói: "Không bao lâu sau người sẽ được gặp hắn. Hiện tại hắn đã đi luân hồi táng khu, một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ 7, đi gặp táng linh thần vương, mời táng linh tương trợ." "Sao, táng linh thần vương là kẻ khống chế một trong tam đại luân hồi thánh địa hay sao?" Hách Liên Khuê Ngọc vui mừng quá đỗi: "Nếu có thể có được táng linh thần vương tương trợ, đại sự sẽ thành công hơn phân nửa được rồi." "Ngoại trừ táng linh thần vương, còn có mẫu hoàng đại đế cũng cần phải lĩnh giá một chút kìa. Tứ diện thần đạo hữu cũng sẽ đi gặp nàng." Thiên thản nhiên nói: "Hoàng triều của Thái Hoàng nhìn như vô cùng cường đại, thật ra là khắp nơi tàn phá, khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi là thông gió. Lật đổ hoàng triều của hắn dễ như trở bàn tay thôi. Lần này ngươi tiến vào khu luân hồi thứ 7, nghe chỉ lệnh của ta, ta dẫn ngươi đi gặp một vị tồn tại cực kỳ then chốt." Hách Liên Khuê Ngọc thấy hắn nói ngưng trọng như vậy, vội vàng nói: "Vậy xin hỏi vị tồn tại này là..." "Sinh mệnh do tiên thiên linh căn biến thành, trường sinh đại đế." Thiên nói xong câu này liền biến mất không thấy đâu nữa. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng xuất lĩnh 16 vị địa hoàng tiến vào khu luân hồi thứ 7, đi theo tung tích của Thiên, trong lòng thầm giật mình.
Trường sinh đế ư? Hắn lại vẫn còn sống sao? Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết trong đại thanh tẩy của Thái Hoàng rồi. Thật không ngờ hắn vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Trường sinh đế hiện tại rất không tầm thường. Hắn tại thời điểm Thái Hoàng tranh đoạt thiên hạ với Mục Tiên Thiên, thừa dịp hỗn loạn lấy trộm thánh dược của chư đế, đã tìm được hơn phân nửa thánh dược thất lạc. Mà những năm qua ta cũng đã sưu tập được không ít thánh dược. Đám thánh dược mà hắn còn thiếu có một nửa ở chỗ này của ta rồi, còn có một nửa ở chỗ của Thái Hoàng. Thanh âm của Thiên truyền tới: người đi gặp hắn, chỉ cần đề cập tới chuyện chỗ của ta có một nửa thánh dược, Thái Hoàng có một nửa thánh dược, hắn nhất định là sẽ xuất sơn giúp ta. Một cốc linh căn hoàn chỉnh, chiến lực cực mạnh, không thua kém gì đạo thần. Người mời được hắn xuất sơn giúp ngươi, làm ít lời nhiều. Trái tim của Hách Liên Khuê Ngọc phành phành nhảy loạn, lẩm bẩm nói: thật không ngờ Trường Sinh Đế lại có bản lĩnh bậc này, năm xưa ta thật là đã xem thường hắn rồi. Mà vào lúc này, bên trong luân hồi táng khu của luân hồi thứ 7, Táng Linh Thần Vương nhìn về phía hỗn độn minh mang trước mặt, khẽ cười lạnh: Tứ Diện Thần, người vậy mà dám xuất hiện ở đây sao? Lá gan thật ra cũng không nhỏ. Trong luân hồi táng khu này của ta có 800 đại đế trấn thủ, 7 bố đạo trận đạo giái, đủ để tiễn ngươi quy thiên rồi. Bệ hạ biết rõ táng khu cực kỳ quan trọng, sao có thể không có phòng bị được? Một mảnh hỗn độn lượn lờ, Tứ Diện Thần từ trong hỗn độn đi ra, cười ha hả nói: thân là thần vương, Táng Linh đạo hữu vậy mà tự cam đọa lạc, cam nguyện làm chó săn cho Thái Hoàng. Táng Linh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết là có chuyện gì hay sao? Tu vi thực lực của Táng Linh Thần Vương hiện tại đã không tầm thường, đã đạt tới đẳng cấp như Càn Đô Thần Vương. Khí tức chấn động toàn bộ Táng Thiên, hắn cười lạnh một tiếng nói: đạo huynh, cứ việc nói, nghe hay không nghe là do ta. Tứ Diện Thần cười ha hả nói: ta biết rõ người bị phê khốn bởi thệ ngôn hỗn độn, bị Thái Hoàng bức cho không thể không định ra khế ước hỗn độn với hắn ta, không được phản bội hắn. Lần này ta tới đây chính là muốn giúp ngươi hóa giải khế ước kia. Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương đại biến, thất thanh nói: sao, người có thể giải khai khế ước hỗn độn sao? Tứ Diện Thần mỉm cười nói: ta chính là hỗn độn, giải khai khế ước hỗn độn có gì không được. Chỉ cần không còn khế ước hỗn độn, người chính là thân tự do. Những năm qua Thái Hoàng nô dịch ngươi, khi dễ ngươi, trong lòng ngươi không sinh ra hận ý hay sao? Ta giúp ngươi giải khai khế ước hỗn độn, ngươi giúp ta diệt trừ hoàng triều của Thái Hoàng, ý của ngươi như thế nào? Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương âm tình bất định, ánh mắt Tứ Diện Thần chớp động, lấy ra một tấm phù văn, mỉm cười nói: tấm phù văn này chính là ta dùng đại đạo hỗn độn luyện thành. Ngươi chỉ cần dán lên trên lồng ngực sẽ có thể ngăn cản khế ước hỗn độn, khiến cho lạc ấn hỗn độn không còn hiệu lực. Ngươi nhận lấy trước đi. Nếu như đáp ứng, đợi tới khi ta khởi sự, ngươi liền giết chết đế phần thiên, cướp đoạt luân hồi táng khu, cử binh làm phản Thái Hoàng kìa. Táng Linh Thần Vương tiếp lấy tấm phù văn kia, trầm ngâm một lúc thật lâu, thủy chung khó có thể quyết đoán. Tứ Diện Thần giao tấm phù văn này cho hắn, sức dụ dỗ đối với hắn quả thật là không gì sánh nổi. Hắn thân là tiên thiên thần ma, năm xưa thần phục Trung Nhạc, cũng là vì tình thế bức bách, sự tình bất đắc dĩ phải định ra khế ước hỗn độn với Trung Nhạc, trở thành thần tử của Trung Nhạc. Trung Nhạc đối đãi với hắn không tệ, sau khi xưng đế nhất thống thiên hạ, phong hắn làm luân hồi vương, trưởng khống một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ 7, địa vị cao thượng cực kỳ quan trọng. Đồng thời giao cho hắn 800 đại đế để hắn ngự sử, có thể nói là trưởng khống binh đoàn lớn nhất thiên hạ. Địa vị của hắn ở trong hoàng triều có thể nói là chỉ dưới một người, gần với Thái Hoàng Trung Nhạc. Cho dù có gặp mặt Lôi Trạch Hoa Tư tồn tại bậc này, cũng chỉ cần xưng một tiếng đạo hữu, không cần hành lễ yết kiến. Táng Linh Thần Vương cũng đã dần dần quên mất sơ tâm của chính mình, toàn tâm toàn ý mà giúp Trung Nhạc xử lý luân hồi táng khu. Nhưng hiện tại hắn cuối cùng đã có biện pháp thoát khỏi khế ước hỗn độn, khiến cho sơ tâm của hắn đã sớm quên mất lại chậm rãi xuất hiện. Nhưng Trung Nhạc đối đãi với hắn quả thật không tệ, khiến cho hắn không thể quyết đoán. Lúc này một nàng thiếu nữ chợt đi tới, mỉm cười nói: sao phụ vương lại mặt mày ủ chột như vậy, có chuyện gì khó xử hay sao? Có thể để cho nữ nhi giúp phụ vương giải ưu hay không? Người tới chính là nữ nhi của hắn, dùng Linh làm họ, tên là Linh Giải Ngữ, vô cùng thông tuệ, rất được người khác yêu thích. Táng Linh Thần Vương trở thành luân hồi vương, cưới vợ, nạp thiếp. Thái Hoàng Trung Nhạc cũng nhiều lần phong thưởng cho con cái, thê thiếp của hắn.
Giải ngữ, vi phụ quả thật là có chuyện sầu lo. Táng Linh Thần Vương biết rõ, nàng rất có chú ý. Nói lại ngọn nguồn sự tình một phen, lấy tấm phủ văn hỗn độn ra, hắn nói: Thái Hoàng có ân với ta, thế nhưng lại dùng khí hỗn độn hạn chế ta, bởi vậy có kiểu án với ta, ta thật sự không biết phải làm như thế nào cả. Linh Giải Ngữ nhấp nháy mắt cười khanh khách nói: Phụ vương, ngươi còn chưa biết phủ văn này là thật hay giả, đã giàu khổ chết đi sống lại như vậy rồi. Nếu như phủ văn là giả, ngươi chẳng phải là buồn lo vô ích rồi hay sao? Táng Linh Thần Vương nhất thời ngẩn ngơ. Sao Tứ Diện Thần lại có thể đưa cho ta một tấm phủ văn giả được? Ta chính là Luân Hồi Vương. Linh Giải Ngữ nói: Chính bởi vì phụ vương là Luân Hồi Vương quyền cao chức trọng, cho nên mới đưa cho phụ vương một tấm phủ văn giả. Nếu như phụ vương thật sự tạo phản, đã làm trái với khế ước hỗn độn, lập tức sẽ chết, biến thành khí hỗn độn. Thái Hoàng bệ hạ sẽ thiếu đi một vị trọng thần, một cánh tay đắc lực. Tứ Diện Thần có tổn thất gì đây? Táng Linh Thần Vương lắc đầu nói: Tứ Diện Thần không có bất kỳ tổn thất nào cả. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ mỉm cười: Nếu người không phản bội, bệ hạ cũng sẽ biết Tứ Diện Thần đã tới nơi này gặp ngươi, trong lòng sinh ra hiểm khích, đối với người còn không còn sự tín nhiệm như trước nữa. Nhưng nếu ngươi phản bội, ngươi sẽ chết, biến thành khí hỗn độn. Tứ Diện Thần không có bất kỳ tổn thất nào cả, chỉ ném ra một tấm phù văn mà thôi, lại có thể giết chết đại tướng biên cương của Hoàng Triều, làm suy lực lượng của Hoàng Triều. Hắn cớ sao lại không làm đây? Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương âm tình bất định, Linh Giải Ngữ cười tủm tỉm: Phụ vương so với phần thiên đế thì như thế nào? Táng Linh Thần Vương trầm giọng nói: Đế phần thiên chính là tàn linh, tàn hồn và thân thể vỡ vụn của 400 tôn đại đế biến thành. Nộ hỏa phần thế, thực lực không kém gì ta. Thực lực của hắn chính là cấp bậc cự bá trong thần vương thế cổ. Linh Giải Ngữ lại hỏi: Bản lĩnh của phần thiên đế không kém gì phụ vương, 800 đại đế trong táng khu là nghe lệnh của phụ vương hay là nghe lệnh của hắn? Một nửa nghe lệnh của ta, một nửa nghe lệnh của hắn. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ nói: Một khi phụ vương tạo phản, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương với phần thiên đế, sau đó sẽ bị khiếu độn đồng hóa. Táng khu chết thì chết, mà tan thì tan. Tứ Diện Thần không phí một binh một tốt nào cả, đã có thể dễ dàng chiếm cứ được nơi này. Phụ vương, ta lại hỏi ngươi, Tứ Diện Thần so với bệ hạ thì như thế nào? Xa xa không bằng bệ hạ. Táng Linh Thần Vương lắc đầu nói: Thực lực bệ hạ hiện tại sâu không thể lường, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ sâu cạn của hắn. Ta lại biết được sâu cạn của Tứ Diện Thần, có được chiến lực gần như đạo thần. Linh Giải Ngữ mỉm cười: Bệ hạ bị khốn bởi khí ức hỗn độn, cho tới hiện tại vẫn còn đang bế quan suy diễn đối sách kìa. Hiệu lực của một tấm phủ văn Tứ Diện Thần có thể lớn được bao nhiêu? Nếu như khí ức hỗn độn có thể dễ dàng liền bị khắc chế như vậy, bệ hạ cũng không cần phải bế quan đến lâu như vậy. Táng Linh Thần Vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nói: Có Giải Ngữ ở đây, vi phụ có thể dẹp bỏ hết thảy mọi chuyện phiền lo, kê cao gối mà ngủ rồi. Cái tấm phủ văn này thì xử trí như thế nào đây? Hãy đưa cho bệ hạ. Linh Giải Ngữ nói: Bệ hạ nhất định sẽ biết Tứ Diện Thần đã tới gặp ngươi. Phụ vương chủ động đưa nó cho bệ hạ, có thể hóa giải sự nghi ngờ của bệ hạ. Nếu như là giả, tự nhiên không gạt được bệ hạ. Nếu như là thật, bệ hạ sẽ có thể thoát khỏi nỗi lo của khí ức hỗn độn. Thiên đình có bệ hạ tọa chấn, không cần phải lo lắng thắng bại. Phụ vương cũng sẽ lập được một đại công, địa vị càng thêm vững chãi kìa. Táng Linh Thần Vương cực kỳ vui vẻ nói: Con gái ta thông tuệ, ngươi theo ta đi thiên đình diện thánh thôi. Hai cha con Táng Linh Thần Vương rất nhanh đã đi tới thiên đình. Đạo thân của Dịch Tiên Sinh của Trung Nhạc triệu kiến. Táng Linh Thần Vương kể lại chuyện tình một phen, hắn nói: Tiểu nữ Giải Ngữ giảng giải cho ta, tránh cho ta phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại ta muốn dâng phủ văn hỗn độn lên cho bệ hạ. Dịch Tiên Sinh nhất thời kinh ngạc, mỉm cười nói: Táng Linh đạo hữu, người đã sinh ra nữ nhi tốt à, vậy mà thông tuệ như vậy, nàng đã có sư tôn chưa? Táng Linh Thần Vương lắc đầu. Dịch Tiên Sinh mỉm cười nói: Ta có thể tìm cho nàng ba vị sư tôn. Người đâu, mời Vân Tướng, Mặc Tướng và Thiên Ti Nương Nương tới đây. Cứ nói chấm đã tìm được cho họ một vị đệ tử. Táng Linh Thần Vương vừa mừng vừa sợ, khom người vội vàng tạ ơn. Dịch Tiên Sinh đứng dậy mỉm cười nói: Giải Ngữ đang ở ngoài triều á, người theo chấm đi ra xem một chút nào. Quân thần hai người đi ra khỏi triều đình, Linh Giải Ngữ vội vàng tiến lên bái kiến.
Dịch tiên sinh mỉm cười nói: đứng lên đi, quả thật là một nữ hài băng tuyết khả ái. Vân tướng, Mặc tướng và Thiên Ti nương nương, mỗi người thân mang tuyệt học, trưởng cống tam đại thiên thư lục đạo, khí vận và nhân quả. Những năm gần đây cũng nghiên cứu thất đạo, dung nhập lĩnh ngộ thất đạo vào trong tam đại thiên thư. Tam đại thiên thư, mỗi người bọn họ đều được một quyển, cũng đều là tiên sinh của chấm cả. Ngươi đi theo bọn họ, cẩn thận tu luyện. Chấm rất mong đợi ngươi có thể đại phóng dị thái. Linh Giải Ngữ không người bái tạ. Không bao lâu sau, Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti nương nương chạy tới, nhìn thấy Linh Giải Ngữ, kiểm tra một phen, ai nấy đều đại hoan hỉ tán thưởng. Táng Linh đạo huynh, ngươi mặc dù có chút trì đốn, thế nhưng nữ tử của ngươi trời sinh rất thông tuệ. Sắc mặt Táng Linh thần vương ửng đỏ, lúng ta lúng túng không nói lời nào. Dịch tiên sinh dẫn hắn đi tới Tạ Phủ Cung, đưa tấm phù văn kia vào trong Luân Hồi Thiên Cầu. Một lúc lâu sau, tấm phù văn bay ngược trở lại. Dịch tiên sinh mỉm cười nói: đúng như Giải Ngữ đã sở liệu, tấm phù văn này là nửa thật nửa giả. Tứ Diện Thần luyện chế vật này hẳn cũng đã mất một phen tâm tư. Nếu ngươi dán tấm phù văn kia lên lồng ngực, có thể tạm thời mê muội khế ước hỗn độn được, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, hiệu lực của tấm phù văn biến mất, sẽ lập tức khiến cho ngươi biến thành khí hỗn độn, hơn nữa tốc độ bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn. Táng Linh Thần Vương có chút giận cả tóc gáy. Dịch tiên sinh giao tấm phù văn hỗn độn lại cho hắn, mỉm cười nói: khế ước hỗn độn ngay cả ta và Đại Tư Mệnh cũng khó có thể ngăn cản, càng huống chi là Tứ Diện Thần. Bất quá Tứ Diện Thần hẳn là không chỉ luyện ra một tấm phù văn, hiện tại hắn đã đi gặp Mẫu Hoàng Đại Đế rồi. Táng Linh Thần Vương thoáng do dự một chút nói: Mẫu Hoàng Đại Đế, nàng... Mẫu Hoàng Đại Đế tất sẽ phản ta. Dịch tiên sinh thở dài một tiếng nói: Tứ Diện Thần đích thân tìm tới, trong tay lại có đồ vật mà nàng cần, nàng không thể không phản. Mà cũng trong lúc này, tại trong khu Luân Hồi thứ 7 trong Mẫu Hoàng Cung: Mẫu Hoàng Đại Đế, thọ mệnh của ngươi đã không còn lâu, cho nên mới không bỏ gian tà mà theo chính nghĩa tạo phản thái hoàng. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể có duyên thọ thì ngươi tính sao đây? Tứ Diện Thần nhìn chằm chằm Mẫu Hoàng Đại Đế. Mặc dù dung mạo của Mẫu Hoàng Đại Đế vẫn còn trẻ tuổi, thế nhưng sinh mệnh đã đi tới điểm cuối, tinh khí không ngừng xói mòn, đại đạo không ngừng bị tan rã, đã không bằng được như trước đây. Tứ Diện Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: có thể cứu ngươi ngoại trừ hư không giới ra, chính là sinh mệnh của thụ và thịt của Đại Tư Mệnh. Mà hai cái loại bảo vật này đều đã rơi vào trong tay của ta kìa. Người muốn sống chỉ có thể đầu nhập vào chỗ ta, lật đổ Đế Nhạc, phá vỡ hoàng triều của Đế Nhạc. Sao? Sinh mệnh cổ thụ, thịt của Đại Tư Mệnh sao? Mẫu Hoàng Đại Đế cực kỳ tâm động, hai loại bảo vật này đối với nàng đều cực kỳ quan trọng. Nàng sắp sửa phải chết, linh hồn không còn tồn tại, tan rã, tiến vào táng khu, luân hồi chuyển thế. Mà Trung Nhạc không muốn đại toại mở lại hư không giới, đã đoạn tuyệt đi ý niệm, ký thác linh hồn của nàng. Bởi vậy, sinh mệnh cổ thụ và huyết nhục của Đại Tư Mệnh mà Tứ Diện Thần đã nói kia chính là thủ đoạn duy nhất để cho nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng cũng từng nghe nói qua truyền thuyết Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu chính là bàn đào thụ biến thành, trái cây của nàng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Đế Lâm Lão Mẫu chính là một quả hột đào, một quả hột bàn đào trên sinh mệnh cổ thụ mọc ra. Ánh mắt của Mẫu Hoàng Đại Đế chớp động, nàng cười khanh khách nói: Tứ Diện Thần, người nói mặc dù rất êm tai, thế nhưng lão thân còn có khế ước hỗn độn ở trên người, không thể phản bội khế ước được. Mặc dù cho ngươi nó ngàn hoa vạn tháo, cũng khó có thể khiến cho lão thân phản bội thái hoàng. Càng huống chi, lần này không chỉ dính líu tới tính mạng của lão thân ta, còn dính líu tới vận mệnh của toàn thể quân tộc ta kìa. Thái hoàng đáng sợ tới cực điểm, ta không phán, cho dù thân tử, nhưng vẫn còn có thể bảo trụ được quân tộc. Nếu như ta làm phán, vậy thì ngay cả quân tộc cũng sẽ bị diệt vong. Tứ Diện Thần khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù văn hỗn độn. Tấm phù văn này lại có thể mê muội lạc ấn khế ước hỗn độn, chỉ cần đeo ở trên người thôi, sẽ có thể tránh được hỗn độn đồng hóa. Ta chính là xuất thân từ hỗn độn, ngươi hẳn là biết được điểm này, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Trái tim của Mẫu Hoàng Đại Đế nhất thời đập lên thình thịch. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản thôi, chính là đoạt lấy một tòa thánh địa khác, thánh địa vãng sinh của khu Luân Hồi thứ 7. Thánh địa vãng sinh vốn dĩ là của ngươi, rồi lại bị Thái Hoàng đoạt mất, đưa cho tình nhân của hắn, lại khiến cho ngươi cơ khổ, không nơi nương tựa, không có chỗ đặt chân. Tứ Diện Thần cười lạnh một tiếng nói: Ngươi vì hắn đã lập được công lao hãn mã, mà Thái Hoàng chẳng những không thưởng thức ngươi, thậm chí còn thi triển quỷ kế, khiến cho quân tộc ngươi không thể đạt được một tấc lãnh địa nào cả. Ngươi cam tâm tình nguyện hay sao?
Sắc mặt Mẫu Hoàng Đại Đế âm tình bất định, Tứ Diện Thần xoay người rời đi nói: "Người đợi tin tức của ta, chỉ cần tin tức của ta vừa ra thôi, người liền giết vào thánh địa vãng sinh, chém chết tình nhân Tư Mệnh của Thái Hoàng, mà ta thì sẽ đưa trái cây sinh mệnh của thú và một khối huyết nhục của Đại Tư Mệnh tới giúp ngươi trường sinh. Nếu ngươi không khởi sự, ngươi sẽ chết không có chỗ trốn, linh hồn cũng sẽ không còn tồn tại." Mẫu Hoàng Đại Đế nắm giữ phù văn hỗn độn, sắc mặt đột nhiên tái xanh. "Thái Hoàng đã bất nhân, vậy đừng trách lão thần bất nghĩa, não nương đơn giản là tạo phán." Vào lúc này, đám người Hách Liên Khuê Ngọc đã đi tới bên ngoài Trường Sinh Điện, chỉ thấy một gã nam tử trung niên nghênh tiếp, mời đám người vào trong điện. Hắn mỉm cười nói: "Những năm qua Thái Hoàng tìm không được ta, mà các vị lại có thể tìm tới nơi này được, nghĩ tới hẳn là có thiên trợ giúp rồi." Hách Liên Khuê Ngọc quan sát gã nam tử trung niên này, trong lòng khẽ giật mình, chỉ thấy nam tử này chính là Trường Sinh Đế, hiện tại tu vi sâu không thể lường, thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều không nhìn ra được sâu cạn. 16 vị địa hoàng lại càng kinh hãi hơn, cửu đại linh căn, mỗi một gốc linh căn đều là bất phàm. Thế giới hoa đã trở thành tử vi, Bì Ngạn Hoa đã từng mở ra hư không giới, Luân Hồi Đằng đã nhất thống luân hồi. Sinh mệnh của thụ, Phù Tăng Thần Thụ, Hỗn Độn Liên Tử Trúc, Tiên Thiên Quả Thụ đều chấn động thiên hạ. Mà nếu như linh căn có thể tu luyện trở thành thần ma, như vậy sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Hiện tại đã có một gốc linh căn thành đế xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Trường Sinh Đế này. "Những năm gần đây Trường Sinh đạo huynh mai danh ẩn tĩnh, ẩn cư ở nơi này ngược lại cũng tiêu dao vui vẻ. Hiện tại ta chuẩn bị dựng cờ khởi nghĩa, phản kháng chính sách tàn bạo của Thái Hoàng, cầu hiền như khát nước, bởi vậy đặc biệt tới mời Trường Sinh sư huynh tương trợ." Hách Liên Khuê Ngọc ngữ khí khách khí nói: "Lần này có thể tìm được quý phú, quả thật đúng là nhờ có thiên tương trợ, thật không dám giấu. Phần thánh dược mà đạo huynh đang thiếu kia, trong tay của thiên có phần nữa, trong tay của Thái Hoàng có phần nữa. Tin tức này liệu có thể mời được đạo huynh xuất thủ tương trợ hay không?" Ánh mắt của Trường Sinh Đế chớp động, cười ha hả: "Trong tay của Thái Hoàng có phần nửa thánh dược, nếu ta đầu nhập vào Thái Hoàng giúp Thái Hoàng diệt trừ thiên, chẳng phải cũng có thể đạt được mục đích, đạt được toàn bộ thánh dược hay sao?" Hách Liên Khuê Ngọc nhất mục công kính nói: "Ta nghe nói Thái Hoàng cho tới hiện tại vẫn thường xuyên tưởng niệm Viêm Hoàng và Tử Quang, thỉnh thoảng còn tế điện hồi tưởng." Sắc mặt Trường Sinh Đế cứng đờ, phun ra một ngụm chọc khí nói: "Năm xưa, Mục Tiên Thiên mượn ta Táng Đế Ma Chữ dùng để ám toán Khương Y Kỳ, kết quả liên lụy Tử Quang cũng vì cái chết của Khương Y Kỳ mà tự tuyệt tại tội, liên quan gì tới ta đây? Thái Hoàng ngược lại ghi hận ta, thật sự là lầm cầm rồi. Những năm qua ta ẩn cư cũng là sự bất đắc dĩ, bị Thái Hoàng bức cho không thể không trốn đông trốn tây, chỉ là không chịu cô đơn là không thể không tịch mịch. Nếu đã như vậy, ta xuất sơn giúp ngươi cũng được, bất quá phần nửa thánh dược trong tay thiên kia còn phải cho ta trước kìa." Hách Liên Khuê Ngọc còn đang do dự, đột nhiên bên ngoài Trường Sinh Điện vang lên thanh âm của thiên nhàn nhạt nói: "Trường Sinh đạo hữu, phần nửa thánh dược kia ta đã mang tới rồi." Từng gốc thánh dược nhao nhao bay tới, có tới hơn 200 gốc, trước sau sau bay vào trong Trường Sinh Điện. Trường Sinh Đế nhất thời đại hỉ, mỉm cười nói: "Thiên, ngươi không sợ sau khi ta đạt được thánh dược sẽ không làm hay sao?" Thanh âm của thiên từ từ đi xa, vang vẳng truyền tới: "Thái Hoàng nắm giữ trong tay hơn 200 gốc thánh dược còn lại, nếu ngươi muốn đạt được đám thánh dược kia sẽ không thể không làm gì." "Thiên, quả nhiên hiểu rõ lòng ta." Trường Sinh Đế cười ha hả, thu hồi đám thánh dược này, từng gốc một kiểm tra, tránh cho bị thiên động tay động chân gì ở trong đó. Đợi sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói: "Bệ hạ, ta đi theo ngươi." Hách Liên Khuê Ngọc nhất thời đại hỉ, không người bé tạ nói: "Ta được Trường Sinh đạo huynh tương trợ, tất sẽ không ai địch nổi." Mà bên cạnh hắn, một vị địa hoàng Hách Tư Thị nói: "Xin hỏi Trường Sinh đạo huynh có những thủ đoạn gì?" "Ta sắp sửa khôi phục lại thân thể linh căn, tu thành thất đạo luân hồi. Dị tộc đạt được thánh dược của ta, chỉ cần một gốc thôi đã đủ để cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy. Mà ta cũng có thể mở ra cánh cửa thuận tiện để cho dị tộc càng dễ dàng mở ra bí cảnh thứ bảy hơn." Trường Sinh Đế thản nhiên nói: "Hơn nữa ta còn có tam bảo, một bảo vật có thể trị thương, không có thương tổn nào là không thể trị. Một bảo vật có thể đầu độc, ngay cả thần vương thái cổ cũng có thể độc chết được. Ngoại trừ ta ra, không có thuốc chữa. Một bảo vật cuối cùng chính là chiến lực của ta có thể mở ra thế giới chi lực. Đợi tới lúc thân thể của ta khôi phục lại hoàn chỉnh,
chiến lược sẽ sánh ngang với đạo thần, bước vào đạo giới cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, chiến lược của ta hẳn là ngang bằng với thiên đạo hữu. Sắc mặt đám người không khỏi khẽ động, Hách Liên Khuê Ngọc nghe được ba bảo vật này của hắn, trong lòng cũng mừng rỡ. Chữa thương, đầu độc, chiến lược, cả ba phương tiện, Trường Sinh Đế đều là tiêu chuẩn đỉnh cấp, quả thật không thể tầm thường. Càng huống chi, hắn còn có thể trợ giúp người khác mở ra bí cảnh thứ 7, đã mất đi vô số thời gian tự mình tìm hiểu. Điểm này liền đủ để giúp Hách Tư Thị chế tạo ra không biết bao nhiêu cao thủ, khiến cho chiến lực cao cấp của Hách Tư Thị càng nhiều hơn, tồn tại đế cấp cũng càng nhiều hơn. Trường Sinh Đế cười hắc hắc nói: "Ta ẩn cư mấy ngàn năm, hiện tại cũng nên xuất sơn được rồi, trùng kiến một chút uy phong. Bệ hạ chuẩn bị khi nào khởi nghĩa đây?" Hách Liên Khuê Ngọc nói: "Thiên dự định hạ thủ với Cản Đô Thần Vương trước, bắt giữ Cản Đô, thôn phệ hắn, mà trước đó còn cần phải liên lạc với những người có chí sĩ khác, tàn giã giang sơn của Thái Hoàng. Luân Hồi Thánh Vương hiện tại cũng đang gấp rút luyện chế trọng báo, còn cần có chút thời gian. Đợi tới lúc sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ta đơn giản dựng cờ khởi nghĩa, tuyên bố lật đổ chính sách tàn bạo của Thái Hoàng, tụ tập làm thiên đế. Khi đó thế như lửa, thiêu đốt đồng có, đốt lên chiến hỏa khắp nơi trên mặt đất, Thái Hoàng đầu đuôi khó chu toàn, sẽ có thể giết chết Cản Đô được." Trường Sinh Đế không cho là đúng, hắn mỉm cười nói: "Các người không khỏi quá cẩn thận rồi thì phải. Thái Hoàng vẫn còn đang bế quan, đối kháng với đạo quang đạo giới và lạc ấn hỗn độn. Chúng ta hẳn là nên thừa dịp này thống hạ sát thủ, bằng không vẫn nhất để cho hắn giải khai được lạc ấn của hỗn độn, khôi phục lại được thực lực, chẳng phải là nguy hiểm rồi hay sao?" Đột nhiên ngoài điện chợt truyền tới một đạo thanh âm, mỉm cười nói: "Lạc ấn hỗn độn không phải dễ dàng sẽ có thể phá giải như vậy, cho dù là đạo thần cũng khó có thể giải khai, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Ngay cả đại tư mệnh nhục thân cũng bị đồng hóa thành hỗn độn, đời này Thái Hoàng cũng không cách nào giải khai được lạc ấn. Trường Sinh đạo huynh cứ việc yên tâm." Trường Sinh Đế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đại đế trẻ tuổi khi vũ hiên ngang tiến vào Trường Sinh điện thì lễ với đám người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn chẳng phải chính là con trai của Phong đạo tôn Vô Kỵ Thiên Vương năm xưa đó sao? Nhiều năm không gặp, hắn cũng đã trở thành đại đế rồi sao? Sao hắn lại đầu phục Hách Liên Khuê Ngọc như vậy? Cái tên này là một sao chổi vô cùng suy xẻo. Năm xưa hắn đầu phục kẻ nào, kẻ đó liền chết. Đế Minh, Đế Hậu, Mục Tiên Thiên, toàn bộ đều bị hắn cắt chết trong không có chỗ chôn. Lá gan của Hách Liên Khuê Ngọc ngược lại đủ lớn, ngay cả hắn mà cũng dám dùng hay sao? Ồ, Vô Kỵ tiên sinh. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói: "Lần này Vô Kỵ tiên sinh tới đây, chẳng lẽ là có tin tức tốt muốn nói cho chấm biết hay sao?" Phong Vô Kỵ gật đầu nói: "Lần này ta đi một vòng, đã thuyết phục được 600 vị đại đế dưới trướng Thái Hoàng, rồi lại liên lạc với các tân đế không nghe chiếu, không nghe tuyên, khuyên được 1.800 vị tương trợ. Chỉ cần bệ hạ khởi sự thôi, bọn họ liền khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng với bệ hạ kìa." Hách Liên Khuê Ngọc mừng rỡ, thở dài nói: "Vô Kỵ tiên sinh, thật đúng là phúc tinh của ta mà. Ta đạt được 2.400 vị đại đế này tương trợ. Giang sơn của Thái Hoàng cũng đã có một nửa rơi vào trong tay ta rồi. Tiên sinh công cao hàng đầu, đáng nhận một cái cúi đầu của ta." Hắn không người liền bái, Phong Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ. Hai người nhìn nhau cười lớn, quân thần thấu hiểu lẫn nhau. Trường Sinh Đế ngại Phong Vô Kỵ xui xẻo, vội vàng rời xa hắn một chút, cười lại một tiếng nói: "Vô Kỵ tiên sinh, ngươi là con trai của Phong Độ Tôn, lại là huynh đệ với Hoài Ngọc Đại Đế, lên chiến trường ta sợ ngươi sẽ phản bội kìa." Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói: "Trường Sinh đạo huynh có thể yên tâm, lên chiến trường ta tự sẽ khuyên bảo đệ đệ ta, khiến hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng nhau tương trợ bệ hạ. Còn nếu như hắn không chịu, ta tất nhiên sẽ chém hắn. Trường Sinh đạo huynh cùng với bệ hạ trở lại thánh địa Hách Tư Thị trước đi, trợ giúp các vị cường giả Hách Tư Thị thành đế, chuẩn bị khởi sự khởi nghĩa. Chỉ đợi tin tức của ta chuyển tới, liền mời chư quân cộng đồng mà xuất kích, đuổi bạo quân xuống đài." Tinh thần đám người nhất thời đại chấn, mỉm cười nói: "Được, vậy ta sẽ đợi tin tức tốt của tiên sinh." Hơn 10 năm sau, Hách Tư Thị có hơn 300 vị tân đế xuất hiện, nhất thời kinh hãi thiên hạ, chấn động khắp vũ trụ hồng hoang. Tổng số đại đế Hách Tư Thị cộng lại đã vượt qua 400 tôn, có thể nói là đại nhất đại tộc. Cho dù là Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị cộng lại, chỉ riêng số lượng đại đế cũng đã thúc ngựa không bằng. Hiện tại lại có người tạo thế, nói Hách Tư Thị cũng là huyết mạch của Hoa Tư Thị, Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thủ Nương Nương cũng là tổ tiên của Hách Tư Thị. Hách Tư Thị và Phục Hy Thị là chủng tộc huynh đệ. Nếu hiện tại Hách Tư Thị lớn mạnh, sao Thái Hoàng lại không thấy vị nhường hiền,
nhường đế vị lại cho chủng tộc huynh đệ đây. Còn có lời đồn nói, đương kim tộc trưởng Hách Tư Thị, Hách Liên Khuyên Ngọc hùng tài viễn lược, có khí khái thiên địa hùng chủ. Quảng Giao, Chiêu Hiển đại sĩ, hào kiệt tụ tập dưới trướng đông đúc, nhau nhau đầu nhập vào, đều tán dương tài trí của Hách Liên Khuyên Ngọc. Còn có lời đồn đãi, nói đế tử, đế gia tiểu sắc vô độ, hoang dâm vô đạo, ở nơi nào đó khi nam phách nữ, ở nơi nào đó lạm sát kẻ vô tội, nói tới có chứng có cứ, ngay cả tên họ kẻ bị hại cũng đều có rõ ràng. Loại lời đồn này càng lúc càng nhiều, truyền khắp các nơi. Có một đám thảo dân nghị luận xôn xao, thêm mắm dặm muối, chậu phân từng chậu chụp lên đầu thiên đế gia. Mà vào lúc này, các nơi lại có tà ma tắc loạn, mấy năm liên tục thiên tai, còn có cường hào dung túng yêu ma quỷ quái, cướp bóc thôn phệ bách tính, công kích nhân tộc. Nhân tộc trên các quả tinh cầu mời thần nhân xuất thế, chu diệt yêu nghiệt tà ma, lại bị người khác âm thầm vu oan, nó là nhân tộc tàn sát kẻ vô tội, hủy diệt rất nhiều chủng tộc. Thiên hạ càng lúc càng loạn, mà đạo thân Dịch Tiên Sinh của Trung Nhạc ngồi cao ở trên thiên đình lại là một bộ lẩm cẩm, chính mình rất ít lý chính, đều là để cho đám người vân tướng xử lý. Vân tướng điều động đại quân phục khi thần tộc, chấn áp khắp nơi thủ đoạn tàn nhẫn, lại bị lời đồn thêm mắm dặm muối truyền đi, nói bệ hạ vô cớ diệt tộc, bạo quân tàn đạo, tàn bạo vô đức. Một năm này, khu luân hồi thứ 7 bên dưới đạo giới, thánh địa luân hồi đột nhiên sắc nhập, ầm ầm vang dội, từng đạo đạo quang bùng phát, xung thiên oanh tiêu, quang mang diệu thế. Hai tòa thánh địa luân hồi rốt cuộc cũng dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tòa. Trong thánh địa luân hồi thánh vương chuyên tâm tế luyện dị bảo luân hồi, chính là thân thể cây sinh mệnh của thụ đứng sừng sững trong thánh địa luân hồi, dẫn động đại đạo của khu luân hồi thứ 7 tới chiều bái, lộ ra dị thải, hình thành cảnh tượng vạn đạo đại luân hồi đồ sộ. Lúc này, khắp các nơi trong vũ trụ lại có ngàn hoa vạn thảo, đất chảy kim tuyền, trong ngàn hoa mọc lên bia văn, trên bia văn có khắc mấy chữ: Thái Hoàng sẽ chết, Hách Hoàng lên thay. Mà đất chảy kim tuyền, trong kim tuyền có hoa sen, trong hoa sen có sách, trong sách viết thần kỳ Thái Hoàng lịch. Mở ra nhìn lại, Thái Hoàng lịch chỉ ghi chép tới năm nay liền đã dừng lại, phía sau chính là Hách Hoàng lịch, viết mấy chữ: Hách Hoàng nguyên niên. Đồng thời bách tính của các tộc các nơi lại nhiều lần có thần nhân báo mộng, trong mộng nói Thái Hoàng vô đức, thương thiên quyết định lập tân đế khác, lệnh cho lê dân bách tính ủng hộ Hách Tư Thị. Hách Liên Khuyên Ngọc trải qua một phen tạo thế, rút cuộc một ngày này tuyên bố xưng đế khởi nghĩa, thảo phạt thôn quân vô đạo. Nhất thời các lộ chư hầu các tộc thiên hạ nhao nhao hưởng ứng, khắp nơi các giới trong vũ trụ, tinh hỏa khắp nơi trên mặt đất đều đã đánh lên cờ hiệu phạt thôn quân vô đạo, lập tân đế khác, xua quân tiến công thần thành các nơi. Có chút thống soái các thần thành chính là đại đế bị Phong Vô Kỵ thuyết phục, nghe tin cũng nhao nhao khởi nghĩa, tuyên bố tạo phản. Khắp các nơi trong bốn giới, trong cùng thời gian nhất thời loạn thành một đoàn. Trong 3000 lục đạo giới, Trung Hoàng Thần chấn áp các lộ phản loạn, bận rộn sứt đầu mẻ trán. Mà trong vũ trụ cổ lão, đám người Trung Hiếu Văn cũng bận rộn chấn áp các lộ phản loạn, không kịp ngây tay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 358 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.